Vào đi. Buổi sáng thì làm việc ở nhà, buổi chiều thì vào đài truyền hình. Xin mời. Có ai vào không? Có ai vào không? Có ai vào không? Có ai bắn tim không? Bắn tim ơi, này những người tôi yêu thích nè, đó bởi vậy. Hên hên chỉnh này nha, chỉnh đi, chị không có biết. Đó, đây là Trịnh Kim Chi đang chỉnh cái máy của Thanh Hằng, chứ giờ Thanh Hằng chỉ có biết là bấm Z Ano thôi chứ không biết làm gì hết trơn á. Đó. Đó. Cái đèn á. Đây Thanh Hiệp hôm nay làm chương trình talk show nè. Đó Thanh Hiệp. Vào đi. Có mặt đầy đủ hết. Đây là cô nghệ sĩ Mông Tuyền, là nghệ sĩ Kim Loan. Đây cô Hà Mỹ Xuân. Hải và đây danh ca Minh Cảnh, đây mới là danh ca đó. Chào đi nghe, chào mama. Chào mọi người, bữa nay được làm việc. Đây, mùa xuân tới là thấy cái mai chưa? Chào cô Trịnh Kim Chi. Quay đài HTV. Đấy, rồi đằng xa xa kia Kiều Oanh. Thanh Hiệp, Vân Khánh. Nhiều mà. Kia là gì? Siết ở thịt da. Trần Dũng đấy, ảo thuật gia Trần Dũng. Đây Vũ Linh. Đây Vũ Linh nó đưa tới mà chạy nè. Đây là bà Kiều Oanh. Có thấy đâu có nửa cái đầu Kiều Oanh vậy? Tại vì cái chị có tâm chút đi. Đúng rồi, hàng chữ nó chạy bít cái mặt. Kiều Oanh mà. Em là em của Thanh Hằng mà làm như giống mình. Em là Thanh Hằng, em. Bà nói đi tôi lia theo. Em Kiều Oanh mà hai đứa. Thôi đây nè. Dạ, đâu có thấy gì đâu. Có không? Đây nè. Chị hai để chơi về không? Để gì mà đẹp. Đây là Vân Khánh, là tiên hạ cái cô Trương Thị Huệ. Một chuyện là rơi cũng làm em hoàng sư. Thanh Hiệp nè. Ông Anh nữa nè. Mỏ nhỏ. Ê. Hello mọi người. 40 người rồi đó chị. Đấy. Chị là... Hey, cô. Dạ, hello. Dạ, chào quý vị. Chào. Cái Văn Hải. Dạ. Văn Hải đàn tranh. Chị nhớ em hả? Nhớ. Em tưởng. Đây. Bà ơi, tôi sẽ ra đi. Đó. Này, quý vị đấy, thấy không? Nè. Đó. Thanh Hằng. Dạ. Đây. Thằng em trai của tôi. Thằng em trai của tôi. Đây, thằng này nữa nè. Hai thằng em trai nè. Đây em nữa nè, đó Miệt Mai. Dạ. Đấy, hôm nay là được làm việc mùa xuân. Xuân Kỷ Hợi 2019. Xuân Kỷ Hợi 2019. Ăn cơm mama chưa ăn cơm. Hello chị Kiều Oanh. Đang ở Việt Nam. Hôm nay là nghệ sĩ và sàn diễn Thanh Hiệp làm cái chương trình này để hội tụ lại hết tất cả nghệ sĩ, ca sĩ, những người ở hải ngoại. Thành ra là hôm nay là có một cái buổi này để cho nghệ sĩ hải ngoại được gặp gỡ quý vị. Lưu Hoàng Gia Bảo. Bảo ơi Bảo, đang ở Việt Nam. Em nhờ nè.
chị Kiều Oanh chỉ nhoi lắm mà đòi coi chị Kiều Oanh gì không biết nữa. Cho con coi chị Kiều Oanh nhớ, tao nói chị Kiều Oanh chỉ nhoi lắm. Chị Hiền Diệu trời đó, hạ xuống tới dưới này nè, nghĩa là chị Hằng á, chị ấy chị đó chứ thật ra chị Diệu chị ấy lắm đó. Đó vậy vừa bụng chưa? Dạ dạ rồi, con quay rồi, con quay rồi. Nói lại đi con. Nói lại. Để trên trời á. Để dưới này nè, tao phải hạ cho nè. Em phải công nhận á Long ha. Bây giờ đài truyền hình ha, đài truyền hình bây giờ trả được ghê. Mà biên tập là Thanh Hiệp. Là anh ở nghệ sĩ Thanh Hiệp, là nhà báo Thanh Hiệp cũ á. À, bây giờ là cũng nhà báo Thanh Hiệp mới luôn á. Mà anh trả giá mới nữa. Anh trả giá mới á, không có ngờ tới giỡn thôi ha. Nghệ sĩ Mừng Xuân giỡn, nước trăm á. Trăm triệu. Trăm triệu đó. Sao có hết trời. Anh tất đã luôn, đứa 100 triệu á. Tôi nói thật á. Mặt bồ, mặt bồ. Mặt, đây, mặt Thanh Hiệp. Đấy. Thật quá. Buồn quá, mặt buồn quá. Có cái gì quan trọng, ông ta có mấy cái gì bản gì á. Rồi, chúng ta chuyển sang cái độ đông hết nha. Ở tại đài truyền hình HTV. V7 hay V9 hả? TV7. À, chương trình nghệ sĩ và sàn diễn. Sắp tới sẽ phát sóng cho quý vị xem. Bây giờ tới giờ là đầu diễn Thanh Hiệp. Dạ. Bây giờ là bắt đầu chương trình, thành ra là không có livestream được. Anh Vũ Linh không thấy giá luôn chị Hai ơi. Anh Năm bị bệnh. Năm bệnh nhiều lắm. Được chưa Quang ơi? Rồi bây giờ là sẵn sàng chuẩn bị làm việc nha. Cho con chào cô Hà Mỹ Xuân đi. Đây, chào. Đây cô Mộng Tuyền. Đấy. Toàn là những người thần tượng yêu thương không. Sạc Ly. Anh Sạc, anh Thành ơi. Cái gì thôi đi. Cái gì đâu thôi đi, em mới bệnh mắt em giờ còn chảy nước mắt hoài nè anh ơi. Tự nhiên nó chảy nước mắt sấm hoài luôn à. Kim Tiểu Long, anh nói gì Kim Tiểu Long? Năm nay em cũng bệnh lắm anh Thành ơi. Đau nhức mình mấy rồi đó. Mắt em nó tự nhiên mày hôm nay nó cứ chảy nước mắt hoài luôn. Ngân ơi, em đang ở đâu vậy Ngân? Kim Ngân, em đang ở đâu ạ? Xem mọi người xem ha. Chào cô Hạnh. Để lần qua cho mọi người. Tình nghệ sĩ và sàn diễn cho Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hội ngộ tất cả các nghệ sĩ mừng xuân, chúc mừng quý vị một năm mới Kỷ Dậu, Kỷ Hợi 2019 với nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc. Xin được giới thiệu sự hiện diện của các nghệ sĩ cùng tham gia với chương trình hôm nay. Hôm nay nghệ sĩ dân ca Minh Cảnh, nghệ sĩ Trần Danh Hồng Việt Hải, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân, nghệ sĩ Mộng Tuyền, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, nghệ sĩ Linh Tâm, ca sĩ Vân Khánh, anh làm em lia không nghệ kịp, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, anh làm lia cái máy không nghệ kịp, nghệ sĩ Kiều Quanh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và ảo thuật gia Trần Dũng. Ảo thuật gia Trần Dũng là chúng ta bắt đầu chúc mừng năm mới nói chung hết nha. Đào lại giùm em nha. Máy của em đẹp quá à. Rồi. Bây giờ tới bàn nhà đẹp ấy. Nãy bàn đẹp á, mình cứ thoát bình thường. Tới cái khúc nào mà mời nghệ sĩ lên biểu diễn á, thì mình cứ mời lên. Xong mình cắt, mình mời xuống lại giống như là biểu diễn. Vỗ tay rồi, rồi. Cái đó quay xa. Nát cái đó quay xa. Biểu diễn xong nó nhanh, là để chuyển máy bàn bàn. Ok, ok anh. Rồi, cho tinh thần đó cho mình làm. Ờ, nè. Xong rồi đi ra ngoài nha. Xong rồi đi ra ngoài nha. Hai ơi, anh điểm vậy? Son thôi. Nè nè, cho em giúp cái câu Trần Dũng là chúng ta được nói cái câu chung là chúc mừng năm mới nha. Rồi tắt đi em. Rồi chị Hai ơi, chị Hai. Bây giờ là tắt nha, bây giờ làm ăn rồi. Cảm ơn nhiều lắm. À, xin chào hết tất cả mọi người. Qua đây, qua đây. Là ngày mới vui vẻ. Em giới thiệu trước.
chậm, mấy mọi người cứ gật đầu chào, nhưng mà vẫn